này thiện hiện, đại Bồ Tát, quán nhãn thức giới, hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận, quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận, quán nhãn thức giới, hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận, quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán nhãn thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận. Quán nhĩ tí thiệt thân ý thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận. Quán nhãn thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận. Quán nhĩ tí thiệt thân ý thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận. Quán nhãn thức giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận. Quán nhĩ tí thiệt thân ý thức giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán nhãn thức giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán nhãn thức giới hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán nhãn xúc hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán nhãn xúc hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán nhãn xúc hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán nhãn xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán nhĩ tí thiệt thân ý xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán nhãn xúc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán nhĩ tí thể thân ý xúc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán nhãn xúc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán nhĩ tí thể thân ý xúc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán nhãn xúc hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra hoặc là hoặc khổ đó là hí luận quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán các thọ do nhi tí thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận quán ca thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán cá thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán cá thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận